Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong cái clip tiếp theo ở nhà anh Đằng ở khu vực ngã ba Nhơn Trạch, Long Thành, Đồng Nai, tôi sẽ ghi hình cho quý vị cùng xem một số những cây nữa trong này. Thì ở đây có rất nhiều những cây mà có thân cốt khá là đẹp. Anh em nào muốn giao lưu thì có thể liên hệ với anh Đằng. Đây là cái số điện thoại của anh ấy. Và bây giờ tôi sẽ chuyển vào bên trong để quay những cái cây. Trước mặt chúng ta đây là cái cây khế có thân rất là quái, khá lớn, lu biếu u cục. Cái này hơi ngược nắng một chút. Cây khế được phối đá tạo nên một tiểu cảnh. Đây là bế đằng sau này. Bế này thì phơi nắng. Có thân đôi miền bạ, là cây phu thê. Cây phu thê. Ở trên kia có con thạch trùng đang. Cây này tầm giá bao nhiêu thì anh ra đây? Cây này tầm 150 triệu. Cây này chưa có hoàn thiện và đá. Vâng. Trên cái dĩa mới hoàn thiện được khoảng 70%. Vâng. Cái này chắc là bác mới đưa lên đây đúng không? Cây này mới đưa được khoảng 7 tháng. Bao nhiêu nhỉ bác vừa báo giá? 150 triệu. 150 triệu. Đây là cây dòng khế ở phía Nam này đúng không? Phía Nam. Một cây khế già cổ, u biếu, lu cục, dáng điệu, gọi là dáng bò nghiêng ấy, nhưng mà lại có hai thân, một thân cao, một thân thấp. Có thân bên kia là thân chủ, đây là thân phụ, thì gọi là cây phu thê. Chủ vườn báo giá 150 triệu. Nếu anh em nào mà thích chơi khế thì có thể liên hệ với lại anh Đằng chủ vườn sẽ giữ cho mình cái tác phẩm này. Rất là đẹp. Tôi sẽ lấy từ góc quay này cho anh em cùng xem. Đá chưa có này. Đang quay lên trọng đây. Và cũng tương đối. Và đây là cái cây lộc vừng. Đây nhá, giới thiệu cho anh em này. Đây là một cái cây lộc vừng, phải nói là có cái thân đế khá là đẹp. Cây lùn lực. Đây là cái cốt của tự nhiên nhá. Khi mà khai thác về thì là 60 triệu anh. Vâng, bác chủ vườn bác báo giá luôn cây này 60 triệu. Cây này là một quần thể cụm rừng lộc vừng. Có thân đế lớn, u biếu. Cái này vanh khoảng bao nhiêu anh? Nằm ở cái chậu 1m2. Chậu 1m2. Bác thì kéo thước vào đầu kia. Chúng ta xem cái đế nhá, hoành đế nhá. 125, 24. 2m1. Hoành đế 2m1, có dư. Chúng ta xem cây lộc vừng này. Vài chục triệu. Tôi sẽ lấy hướng đối diện. Từ góc này chúng ta mới lấy hết được toàn cảnh của cây này. Chúng ta chuyển tiếp đến cái cây này. Đây có vẻ như cây thị nữa.
cẩm thị. Cây này khác với cây thị kia anh? Đúng rồi, cây này cẩm thị khác, cây thị khác. Cây này là cây cẩm thị. Vâng. Cây cẩm thị có cái thân côn, có cái đường lắc, đường co lắc rất là khó. Cây có cái bóng tán tự nhiên, dáng điệu. Cây này mà được phối đá làm thành một cái khu bác định phối đá là làm cái tiểu cảnh đấy, nằm trên cái chậu này mà cái tán bay kia nhìn rất điệu và đẹp. Quả thực cây này có cái nét rất là độc đáo. Và đây là thân cốt của cây. Tôi sẽ vào phía bên trong để lấy hình mặt đối diện của cây này. Nhờ anh báo giá chút anh ơi. 20 triệu à? Cái vanh của thằng này nó rơi vào khoảng độ 60 nhỉ? Vanh đế chỉ tầm 60 thôi. Em đoán xem đúng không? Thân nó là 42. Thân cho đế là 42. Đế phải tầm. Đế nó dài đây là hết gốc đế mà quanh cái này nó là 97. Khá lớn đấy. Dáng rất điệu. Vâng, tôi sẽ chuyển tiếp sang cây tiếp theo. Đây, chúng ta qua cái cây linh sam bên này. Đây là cây me nhỉ? Cây me. Cây me này phôi là nó đây, phôi đây. Chưa thành phẩm. Cây này 70 triệu. Tôi sẽ quay cho chúng ta xem cây me khủng này nhá. Bác nào thích chơi me khủng thì ở đây có một cái cây me khá là khủng, thân lớn, dáng siêu, già cổ, bàn tay Phật, 70 nha. Cái cây này lại được trồng trên một chiếc đặt trên một chiếc chậu. Cái chậu này là anh mua anh làm đây. Bác khéo tay nhỉ, xi măng này. Xi măng làm khuôn tay, vuốt tay. Rồi. 70 triệu một cái me thân cốt lớn, già cổ. Vâng, tôi sẽ đi vào bên trong kia để quay một số cây nữa. Đó, còn nhiều lắm. Vâng. Một cây cho anh em xem hồ sơ thôi. Đây, một số cây cho anh em nào mà cây sam. Cây này là thân lúa xịn luôn. Lúa xịn đấy à? Bốn lúa, lúa của nó nguyên, còn lúa thì là mình đánh. Vâng. Nó bị lúa trước rồi xong mình đánh thêm vào. Ở đây là phần sống của nó đây. Vâng. Điệu quá nhỉ. Dáng siêu. Chưa có làm gì hết, chưa lên tiểu cảnh. Dáng siêu, có tay đủ, bay đủ. Nhìn rất điệu. Tầm giá bao nhiêu thì giao lưu được? 50 triệu. Tôi sẽ quay mặt đối diện. Về đũa này. Được anh Đằng anh ấy tạo đũa nhìn công phu đấy. Cái này là đũa tạo. Đũa tạo không phải là đũa gì. Vâng. Có nghĩa cái phần thân đó bị lũa xong anh tạo thêm vào. Vâng, lũa gần hết cây. Nhưng mà nó chỉ có một cái gân này để nó nuôi cả cái cành này. Được sấn đó đấy. Cây linh sam rất khỏe. Thằng này cũng thế đúng không? Cái tử. Tử. Cái tử này thì phần này là mình kéo lên. Không phải tử nguyên của nó đâu. Vâng. Kéo lên. Tử ép. Nuôi cho nó sinh động cây thôi. Đúng rồi. Tử ép nhưng mà nó sau này nó liền, nó phình ra là vẫn đẹp. Thành thì nó liền hết. Đây, phần này nó sẽ ăn liền.
Tôi chuyển vào cái cây để một cây linh sam thác đổ nữa. Cây này tầm bao tiền anh? Cây này khoảng 12 triệu. 12 triệu. Một cây linh sam thác đổ lũa zin 12 triệu. Và cây bên trong là cái cây cụm mai chiếu thủy. Cây này khoảng 4 triệu. 4 triệu. Một cụm rừng mai chiếu thủy cốt lớn. Đây nha, tôi đo thử găng tay nha. Này vành thì gớm lắm đấy nhỉ. Giá 4 triệu. Cây đang làm. Một trăm tám mươi vành, 180 đế hoành, đế 180. Cây nhiều thân, cụm rừng 4 triệu. Giao lưu cho nha. Cây me đằng sau nhá. Tôi chuyển sang cây me này. Đây cây me này cũng đẹp và cây kia cũng đẹp. Tôi quay từng cây một. Cây me rừng tay bông ấm thân bài mái hợp lý. Cây khai thác cốt lớn. Nằm ở cái chậu 2m2. Chậu dài 2m2. Và đây là cái thân đế của cái cây này. Cốt lớn. Báo giá cái này bác. 100 triệu cái này. 100 triệu tại chỗ mặt chính bên kia. Vâng. Tôi sẽ chuyển sang hướng đối diện. Anh đang báo giá 100 triệu cây me rừng này. Được phối cảnh, phối đá rất đẹp. Đây chính là mặt chính của tác phẩm. Cây thả nước. Các bác khéo tay này, các bác làm tiểu cảnh. Có đá, có nước. Rêu xanh. Và cái cây bên trong cũng là một cây me nữa. Cây me này có cái dáng siêu tay hồi, khá điệu. Cây này tầm giá bao nhiêu được anh? Bao nhiêu? 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu là lên đường đúng không? Khá điệu. Thân có lắc. Thân. Những cái tay chốt này được uốn rất là cẩn thận này, có độ co lắc. Sáu triệu đồng cây me này. Tôi sẽ chuyển ra hướng ngoài để quay một số những cây nữa. Ở đây trong vườn này có một cái tác phẩm khá là độc đáo. Chúng ta thấy một cái bình đang được treo bởi một chiếc dây, một
chiếc dây thép. Trên cái bình đó là cái cây dưới treo trên một cái khúc gỗ nữa, và bức tượng lão Mai đang ngó về cái cây đó. Đi. Cái tác phẩm này tôi đặt là Thân Cò Lặn Lội. Thân Cò Lặn Lội à? Vâng, Thân Cò Lặn Lội. Vâng, chúng ta cùng đến xem. Đây là khối gỗ lũa. Đây là dây cáp treo cái bình cây này. Một tác phẩm ruối cũng rất độc đáo. Đây là chơi lối cây treo. Ý tưởng khá hay. Cái này đúng cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái dạng cây treo dây kiểu như này. Rất điệu và đẹp. Bao nhiêu tiền đây? 8 triệu. 8 triệu xuất bến. Một tác phẩm Thân Cò Lặn Lội. Một tác phẩm ruối được trồng trên một chiếc bình gốm treo khá điệu, với cái khối gỗ lũa, được bán với giá 8 triệu. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái cây tiếp theo. Đây tôi thấy một cái cây linh sam lũa, được tạo lũa cũng rất là công phu tỉ mỉ, cũng rất điệu. Cái cây này khá ấn tượng. Gỗ, cái gỗ của cây linh sam này nó rất cứng nhá. Vâng. Cái gỗ này nó cứng lắm anh nhỉ. Đây lũa này anh tạo thêm đúng không? Lũa tạo. Gỗ thì lũa zin, phần lũa thì một số phải tạo. Lũa zin nhưng một số chỗ phải tạo thêm. Và cái cây tôi lấy sau đúng cái hướng này. Cây đang được tạo tác cũng gần xong rồi. 70% đúng không? Tầm bao nhiêu tiền thì bác ra? 80 triệu hả? Một cây cây bonsai linh sam lá trung, lũa zin, tay cành được vặn bẻ rất là công phu. Vâng, tôi sẽ chuyển sang cái cây tiếp theo. Xem qua mặt sau chút nhá. Hai mặt đều đẹp cả. Vâng, tôi sẽ chuyển cây tiếp theo, cũng là cây cuối cùng trong clip này. Sam bông. Cái này nó cái hình đường đua công thức 1. Đường co lắc rất là gớm. Tay bông ấm thân, giam chi dày dặn. Cũng khá điệu. Cũng là một trong những cây quái. Để có một cái cây sam bông như thế này chúng ta cũng rất ít nhìn thấy. Mà anh Đằng anh cũng đã sở hữu và anh làm tiếp cho cây này. Đây là một cây khá điệu và đẹp, rất ấn tượng. Cây này tầm giá bao nhiêu ra được anh? 100 á? Sam bông nó có khó làm so với cái cây khác? Nó có khó làm so với cây khác? Không, nó bình thường, nó như kia, nó chỉ có phân biệt trái và không trái. Thế dòng những cái cây có giá trị ở trong đây là những cây giá trị đấy. Nhưng trong miền trong này cây gì là giá trị nhất đây? Nó giá trị trong này thì linh sam với lại sam núi, mai phú thủy, nguyệt quế. Vâng. Đất miền Nam này người ta. Vâng. Chú trọng hay chơi gì? Chú trọng những cái đó đúng không? Xanh thì ít đúng không? Xanh. Còn cây này nó rừng nó tuyệt chủng không còn.
À, cái hàng này tuyệt chủng rồi nha. Thảo nào đắt đó. Cái dòng này. Vâng, tôi xin dừng cái video clip tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Đây. Ông chủ vườn ông chào anh em cái nào. Anh em. Vâng, xin chào nhá. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.